Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Vi Channel. Và hôm nay có một cái bất ngờ, phải gọi là bất ngờ rất là lớn luôn. Thì nói về cái con siêu phẩm Note 9 này á, thì chúng ta đã nói rất là nhiều rồi về cấu hình cũng như là trước khi nó ra mắt như thế nào, có rất là nhiều clip của Vi Channel nói về nó rồi. Và ngày hôm nay Tâm đã cầm được trên tay con siêu phẩm này. Và cái phiên bản Tâm cầm trên tay đây là cái phiên bản đặc biệt luôn, phiên bản giới hạn luôn, phiên bản 512GB, cái bút S Pen màu vàng luôn, cái điện thoại màu xanh đó các bạn. Và cái vấn đề chính của video ngày hôm nay không có gì ngoài cái việc là Tâm sẽ khui siêu, đập hộp và khoe với các bạn con Note 9 siêu phẩm mà phiên bản đặc biệt này mà Tâm vừa mới mượn được tại Bạch Long Mobile, là đem vào đây để đập hộp để gửi đến các bạn ngay bây giờ. Và không nói dông dài gì thêm, Tâm sẽ khui hộp và trải nghiệm nó ngay bây giờ nhé. Hồi hộp quá, tới bước quan trọng rồi và bây giờ Tâm sẽ đọc siêu nó ra. Đó, bên trong gồm có những cái gì đây? Và nằm ở trên cùng của cái chiếc hộp chúng ta thì không có gì ngoài cái bản hướng dẫn cũng như là cái quay chụp sim. Ở trong đây thì nó có một cái ốp lưng bằng nhựa như là bình thường. Và trong đây thì nó có một cái ốp lưng bằng nhựa quen thuộc mà Samsung hay tặng chúng ta khi mà chúng ta mua bất kỳ một sản phẩm nào. Và đây nè, cái chính chúng ta nằm ở đây. Đây, thấy chưa, đẹp không? Và về cái cảm nhận đầu tiên của Tâm mà khi Tâm cầm con sản phẩm này trên tay nè, nó rất là nam tính, rất là sang trọng, rất là đẹp, đúng như là cái lời mà của dân mạng người ta hay đồn. Và bây giờ Tâm sẽ để cái nhân vật chính chúng ta qua bên và chúng ta sẽ xem coi là phụ kiện bên trong nó có những cái gì, nó có cái gì mới hay không. Ở đây nó có một cái đầu chuyển, cái này là đầu chuyển USB Type-C qua cái đầu chuyển USB thường này các bạn. Đây, và ở đây chúng ta có một cái củ sạc, để Tâm xem coi củ sạc này là bao nhiêu volt. Củ sạc này là củ sạc 5V 2A, đây là sạc nhanh. Cái này là của siêu phẩm cho nên là hãng cho chúng ta một cục sạc nhanh. Và đây chúng ta có tai nghe AKG, tai nghe rất là quen thuộc của những cái siêu phẩm của Samsung. Ở đây chúng ta có một cái cáp USB Type-C. Và đây chúng ta có những cái nút tai nghe. Và cũng giống như những cái chiếc Galaxy Note dòng tiền nhiệm thì hãng có tặng chúng ta hai cái đầu bút Secure, để khi mà các bạn xài cái đầu bút nó bị cũ rồi thì các bạn thay thế. Và ở đây nó có tặng cho chúng ta một cái dụng cụ để chúng ta gấp cái đầu bút để thay thế các bạn. Đó. Và theo như cái cảm nhận của Tâm khi mà Tâm cầm nó trên thực tế và nhìn nó bằng mắt thường, thì cái màu xanh đại dương trên chiếc Note 9 này nó đẹp hơn, lạ hơn và long lanh hơn những cái thế hệ siêu phẩm tiền nhiệm của nó. Và với cái con Note 9 này thì cái điểm nổi bật nhất của nó là cái bút S Pen màu vàng. Thì bây giờ Tâm sẽ rút thử cái bút S Pen ra cho các bạn xem thử nha. Đây, đây là cái bút S Pen của chúng ta. Nhìn nó cũng rất là lạ, nó rất là đẹp, nó không có giống như cái bút S Pen chứ. Nó vuông hơn và nó dẹp hơn. Và cái màu vàng nó cũng rất là tươi, nó lạ lùng. Trong khi cái điện thoại của chúng ta thì màu xanh đại dương rất là đẹp, rất là sang trọng, rất là tinh tế, thì cái bút S Pen của chúng ta thì lại màu vàng, vàng mà vàng tươi, mà vàng chanh luôn. Ở đây nó có một cái khoảng nhỏ ở đây màu vàng, gọi là giống như là vàng bốn số 9 vậy đó. Và cái một cái đầu ngoài này chúng ta là đúng màu xanh của cái điện thoại luôn nha các bạn. Đây, và cái đầu bút của chúng ta cũng rất là nhỏ, như là một cái viết bút bi bình thường vậy đó. Và chính giữa cái bút chúng ta có một cái nút, và cái nút này nó cũng rất là lạ, thì Tâm đã nói ở cái bản tin video rồi. Và về thực tế thì cái nút trên cây bút S Pen của nó chính này nó có những cái điểm gì mới, nó có những điểm gì mà người ta gọi nó là quyền năng á, thì Tâm sẽ biểu diễn nó trong những clip sau. Những clip Tâm còn rất là nhiều clip sẽ nói về cái con Note 9 này, thì hẹn các bạn trong những cái clip lần sau nha. Và video đập hộp chiếc Galaxy Note 9 hàng chính hãng bản đặc biệt giới hạn của Tâm mà chiếc điện thoại này sẽ ra mắt vào ngày mai, đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau nhé. Xin chào.